Điện Kremlin ngày 27 tháng 5 đã đưa ra bình luận về những lời kêu gọi gần đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đồng thời nói rằng NATO đang đối đầu trực tiếp với Nga. Tuần trước, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói với The Economist rằng các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine nên chấm dứt lệnh cấm sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga bình luận về tuyên bố của ông stoltenberg người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết nato đang gia tăng mức độ leo thang họ đang đi quá xa trong luận điệu quân sự khi được hỏi liệu nato có tiến gần tới một cuộc đối đầu trực tiếp với nga hay không ông peskov nói họ không đến gần họ đang ở đó Người phát ngôn điện Kremlin nói thêm rằng, quân đội của chúng tôi cũng biết phải làm gì và quân đội tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt. Theo Talks, phát biểu bên lề hội đồng nghị viện NATO ngày 27 tháng 5, ông Stoltenberg nêu rõ, NATO ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng những quyết định này tùy thuộc vào từng quốc gia liên minh cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Stoltenberg giải thích đây là hành động giúp người Ukraine tự vệ tốt hơn và lưu ý thêm rằng những hạn chế này chỉ được thực hiện ở cấp quốc gia. Tổng thư ký NATO cho rằng một vũ khí của NATO được bàn giao cho Kiev, chúng sẽ trở thành vũ khí của Ukraine và có thể được sử dụng theo ý mình. Mỹ và các đồng minh đã nhiều lần khẳng định không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, đầu tháng 5, anh, một thành viên NATO, tuyên bố cho phép Kiev có quyền dùng vũ khí được London cung cấp để tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng nước này đang có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn cầu vì Ukraine. Ông nói rằng một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ đồng nghĩa với việc hành tinh này chỉ còn một bước nữa là đến Thế chiến thứ ba. Theo công ty tư vấn BNN Company, số đạn pháo ngành công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất mỗi ngày ước tính lên đến 12.000 quả, gấp nhiều lần so với phương Tây. Sky News dẫn báo cáo của công ty tư vấn BNN Company cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất đạn pháo nhanh gấp 3 lần so với các nước phương Tây, đồng minh của Ukraine. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất đạn pháo của Nga cũng rẻ chỉ bằng 1 phần tư so với NATO. Cũng theo báo cáo, lực lượng vũ trang Ukraine phải đối mặt với thách thức lớn khi họ phụ thuộc vào nguồn cung cấp đạn dược từ Mỹ và châu Âu để chống lại các cuộc tấn công của Nga. Báo cáo của Brand Company dựa trên thông tin công khai cho thấy, các nhà máy của Nga dự kiến sẽ sản xuất hoặc tân trang khoảng 4,5 triệu quả đạn pháo trong năm nay so với tổng sản lượng khoảng 1,3 triệu quả đạn mà Mỹ và các nước phương Tây dự kiến sản xuất. Từ con số trên, mỗi ngày ngành công nghiệp vũ khí Nga sản xuất 12.320 quả đạn pháo 152 mm và trung bình mỗi tháng khoảng 370.000 quả đạn pháo. Về chi phí, mỗi quả đạn pháo 155 mm loại do nhà nước NATO sản xuất là khoảng 4.000 đô la Mỹ một quả, mặc dù có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia con số này được so sánh chi phí sản xuất mỗi quả đạn pháo 152 mm của Nga cao gấp 4 lần, khoảng 1000 đô la Mỹ một quả. Trước tình hình hiện tại, Mỹ và các đồng minh đang tìm cách thúc đẩy sản lượng đạn pháo tại các nhà máy nhưng con số này không đáng kể. Trong khi đó, tiềm lực về kinh tế và nguyên liệu của phương Tây vượt xa so với Moscow. Tầm quan trọng của sản xuất vũ khí và đạn dược là lý do nhiều chuyên gia nhận định các dây chuyền sản xuất trong nhà máy không phải tiền tuyến mới là nơi quyết định chiến thắng trong xung đột Nga-Ukraine. Tình trạng nguồn cung đạn pháo không đáp ứng được nhu cầu khiến Ukraine bị Nga áp đảo hỏa lực. Pháo binh Ukraine trên tiền tuyến cho hay, tần suất khai hỏa đạn pháo của Nga đang gấp 5 lần họ. Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công radar cảnh báo sớm Voronezh M của Nga gần thành phố Osk ở vùng Orenburg ở khoảng cách kỷ lục, một nguồn tin tình báo ở Kiev ngày 27 tháng 5 cho biết. Nguồn tin nói với Reuters rằng cuộc tấn công UAV nhằm vào radar cảnh báo sớm Voronezh M của Nga do Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine thực hiện hôm 26 tháng 5, nhưng không cung cấp chi tiết về thiệt hại ở phía Nga thành phố Oscar nằm cách khu vực gần nhất của lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 1.500 km. Truyền thông Nga hôm 26 tháng 5 đưa tin, một máy bay không người lái đã rơi ở vùng ngoại ô Oscar thuộc quận Novorossk. Chiếc UAV này được cho là nhắm vào một cơ sở quân sự của Nga. Không có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong trong vụ việc. Nguồn tin tình báo quân sự nói với Kyiv Independent rằng hậu quả của vụ tấn công ngày 26 tháng 5 vẫn đang được làm rõ. Nguồn tin này cho biết thêm, tình báo quân sự Ukraine cũng tấn công một radar Voronezh khác ở làng Gluboki ở Krasnodar vào ngày 23 tháng 5, gây hỏa hoạn tại cơ sở này. Radar Voronezh là thiết bị cảnh báo sớm giúp giám sát không phận từ xa, tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay, phạm vi hoạt động của nó lên tới 6.000 km. Đầu tháng 5, một máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Baskotostan của Nga. Hồi tháng 4, Ukraine đã tấn công các cơ sở sản xuất ở Cộng hòa Tatarstan của Nga, cách biên giới nước này khoảng 1.300 km. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Bulgari Radev và Tổng thống Hungary Suryov khẳng định hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác vì hòa bình và an ninh ở châu âu cuộc xung đột tại ukraine vẫn là rủi ro nghiêm trọng nhất đối với hai nước do vậy cần phải thực hiện các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột này Theo thông báo của Ban Thư ký Báo chí của Tổng thống Bulgari Radev, trong khuôn khổ chuyến thăm Hungary từ ngày 25 đến 26 tháng 5, ngoài thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, Tổng thống Bulgari Radev và Tổng thống Hungary Sulyok đã tập trung trao đổi về cuộc xung đột tại Ukraine. Hai nhà lãnh đạo tuyên bố phản đối sự leo thang trong quan hệ giữa Nga và Ukraine, cũng như việc gửi quân và cung cấp thêm vũ khí từ các quốc gia thành viên NATO đến lãnh thổ Ukraine. Nhà lãnh đạo hai nước cho rằng, các hành động này chỉ khiến xung đột kéo dài và gây thương vong nhiều hơn, đồng thời khẳng định quan điểm chỉ thông qua các biện pháp ngoại giao mới có thể chấm dứt xung đột. Trong một diễn biến đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Bulgari vừa ra tuyên bố cho biết Bulgari sẽ không đưa quân nhân vào lãnh thổ Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào. Bộ này nhấn mạnh, chỉ quốc hội mới có thể đưa ra quyết định về việc quân đội Bulgari tham gia các hoạt động bên ngoài lãnh thổ quốc gia và một đề xuất như vậy không có trong chương trình nghị sự của Bulgari. Trước đó, trong một tuyên bố ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết NATO đang lên kế hoạch quân sự, các nhóm công tác đang soạn thảo kế hoạch để NATO có thể tham gia vào xung đột tại Ukraine. Ông tuyên bố phản đối điều này và nhấn mạnh chính phủ Hungary đang tìm cách để vừa đảm bảo là thành viên NATO mà không phải tham gia vào xung đột. Hungary cũng đang đánh giá lại vai trò của nước này trong NATO bởi Budapest không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột tại Ukraine. Thủ tướng Orbán nêu rõ, Hungary sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của NATO tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh chỉ có đàm phán hòa bình mới giúp giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Trong bối cảnh thời gian gần đây, NATO liên tục kêu gọi các nước thành viên tăng cường viện trợ tài chính và vũ khí cho Ukraine. Hungary và Bulgaria đều thể hiện quan điểm phản đối, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc đàm phán hòa bình và đưa ra một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết xung đột.